Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc gia tế AIC và các đơn vị liên quan. Ông Phan Huy Anh Vũ, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên chủ tịch AIC bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó cùng tội danh C03 khởi tố tạm giam 7 người khác và kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Phan Huy Anh Vũ và Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có sự móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá thực hiện nhiều hành vi sai phạm quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Do đó thì ông Vũ ký thủ tục hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà công ty AIC trúng thầu tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng. Ông Vũ với cương vị giám đốc bệnh viện Đồng Nai được xác định có hành vi thông đồng mắc ngoặc với đơn vị thẩm định giá để lập phê duyệt báo cáo thẩm định 11 trên 12 gói thầu do công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn so với giá pháp luật quy định. Cơ quan điều tra xác định các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.